Hi, xin chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình làm vlog này chủ yếu để trả lời một câu hỏi của anh em mà hôm qua trên diễn đàn cá cảnh mình đã đọc được. Đó là tại sao, lý do tại sao phơm con cá. Phơm là giai đoạn mình tách keo nuôi riêng con cá để cho nó phát triển một mình nó. Và tại sao có những trường hợp nhiều anh em nói tôi nuôi trong một cái bầy, tôi thấy nó phát triển nhanh hơn là nuôi trong một cái keo riêng. Thì Liêm xin trả lời hai câu hỏi đó cho anh em dưới cơ sở khoa học kỹ thuật đàng hoàng chứ không phải là kinh nghiệm gì hết. Thì thứ nhất là tại sao chúng ta phơm con cá. Đó là khi chúng ta nuôi cá bầy thì con cá chỉ cần một con bị bệnh là những con khác nó sẽ dễ bị lây. Đó là thứ nhất, khi nó gần nhóm nhóm lớn là chúng ta nên tách bầy để dễ chăm sóc cho từng cá thể. Và thứ hai, sống trong một không gian riêng và với một lượng nước và đầy đủ và không gian rộng, lượng thức ăn không bị tranh giành thì con cá nó sẽ phát triển lớn và nhanh hơn là nuôi cá bầy. Và Liêm sẽ trả lời câu hỏi thứ hai, đó là tại sao anh em nói nuôi cá bầy á nó cảm giác nó nhanh lớn hơn là nuôi khi tách phơm con cá. Cái việc đó hoàn toàn không đúng. Tại vì khi anh em nuôi cá thể thì nó sẽ phát triển nhanh hơn với điều kiện là anh em cung cấp một lượng thức ăn cho nó đầy đủ và một lượng nước cho nó lúc nào cũng sạch sẽ và không gian đủ rộng đó. Thì tại sao mà anh em cảm giác như thế này là nó cũng có lý do. Đó là khi anh em tách bầy thì anh em có kiểu mà truyền thống giờ rất ngại việc thay nước, hầu như 2-3 ngày anh em mới thay nước một lần, đó là điều cấm kỵ. Gần như con cá mà nuôi đúng khoa cơ sở khoa học kỹ thuật nuôi cá beta là ngày nào anh em cũng nên thay nước, với điều kiện nước anh em đã khử clo, với điều kiện nước anh em đã gần như là đồng chất với nước cũ thì con cá nó sẽ rất là thích nước mới, chứ không có con cá nào mà thích nước cũ á. Tại vì con cá nó không giống mình là chỉ tắm bằng nước thôi, nó ăn ngủ và đi vệ sinh cả trong nước, thì nên cái việc mà thay đổi môi trường nước cho nó liên tục là sẽ rất là tốt, với điều kiện là nước đó đồng chất và nước đó đã khử clo. Và cái thứ hai, cái cảm giác của anh em á có được như vậy á, là do anh em không để ý. Thì thường thường anh em nuôi cá bầy anh em quăng một cục đồ ăn rỗng, nó ăn rất là đầy đủ nên nó phát triển sẽ cảm giác là nhanh, nhưng mà thực tế ra thì không phải. Nếu anh em hiểu về con cá này á, anh em cho ăn thức ăn á, thì thực sự những con cá đang lên phơm nó sẽ cần một lượng thức ăn gần như gấp đôi con cá đã trưởng thành. Lý do thì tại sao nó lại cần gấp đôi, có nghĩa là con cá trưởng thành nó cần cái lượng chất dinh dưỡng chỉ để duy trì sự sống, nhưng cái con cá con nó cần chất dinh dưỡng gấp đôi là tại vì để nó phát triển về hình thái cơ thể của nó to hơn và bắt đầu nó chuyển đổi, nó lột màu. Đối với những cái dòng beta đa sắc thì nó cần, nói chung là nó cần rất nhiều cái nguồn năng lượng, bởi vậy nó ăn rất là nhiều. Nên mình khuyên anh em nếu nuôi cá này thì cho ăn một ngày là ít nhất là hai lần, nếu xiên thì 3 lần, chia đều cá khử ra và cho ăn vừa đủ thì con cá nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đó, còn cá lớn thì anh em có thể ăn một ngày một lần thôi, sáng vô cho ăn cái bụng căng căng xíu là ok, nguyên ngày sẽ không sao, đừng căng quá là được, nó sẽ bị sình bụng đó. Thì anh em sai lầm nhất anh em ở chỗ là nghĩ con cá nhỏ sẽ cần lượng thức ăn ít hơn, là anh em hoàn toàn sai lầm. Nó cần một lượng thức ăn gần như gấp đôi gấp ba lần con cá lớn đó. Thì anh em nếu mà cho ăn đúng lượng thức ăn và cho ăn đầy đủ chất nè, anh em xe cua ví dụ như bổ sung đầy đủ chất cho nó, có bữa cám bữa bo bo lăng quăng chùm chỉ xe cua thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và anh em nói nuôi cá bầy á, cảm giác phát triển nhanh hơn thì cái đó không có đâu, mà nó còn ngược lại á. Tại vì tất cả các loài cá nói chung khi nó chống sống trong một quần thể thì mỗi con cá nó đều tiết ra một cái hóc chất tố gọi là để ức chế những con cá khác phát triển đó. Cái đó anh em có hiểu đơn giản là hóc chất tố ích kỷ đi, bất cứ cái loài động vật nào cũng vậy, và đặc biệt loài cá khi sống trong một bầy đàn nó sẽ tiết ra cái chất đó. Thì nuôi cá thể nó sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái chất từ bản thân nó tiết ra, nên nó chỉ có phát triển nhanh hơn thôi, không bao giờ có chuyện phát triển chậm hơn là con cá trong bầy. Anh em tránh cái trường hợp hiểu sai vấn đề đó đó. Và video clip hôm nay em làm á là để muốn cho anh em biết là con cá nhỏ nó cần nhiều chất dinh dưỡng hơn là con cá lớn. Cái này là cơ sở khoa học chứ không phải là kinh nghiệm đó, anh em chỉ cần rút ra được yếu tố đó. Và anh em đừng bao giờ ngại việc thay nước cho con cá nha, nếu mà nước cùng chất và độ pH ổn định đã khử clo thì nước mới bao giờ nó cũng ok hơn hết đó. Tại vì con cá nó sống và làm việc gần như là hoàn toàn trong một môi trường nước đó, thì nên nước sạch thì nó thích thôi, chứ không có ai mà thích sống trong nước dơ hết á. Thì nói chung là vlog của Liêm làm về con cá beta thì luôn luôn muốn chia sẻ những kinh nghiệm đúng đắn nhất cho anh em về việc nuôi dưỡng, lai tạo và tất cả tất tần tật cái vấn đề về con cá beta. Nên anh em có hỏi gì thì cứ comment phía dưới nha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em một buổi sáng thứ bảy tốt đẹp và chúc anh em có nhiều con cá đẹp nha. Rồi xin chào anh em.